Theo lời khai của hung thủ, 7 giờ 30 phút sáng, hung thủ cầm dao bọc vào áo đi sang nhà em trai, mục đích để giết bà Việt và con trai bà Việt. Bắt bà Việt đi xe máy ra khỏi cổng. Hung thủ lao đến chém bà Việt khi bà Việt còn đang ngồi trên xe máy, làm bà Việt gục xuống tại chỗ. Hung thủ đi vào trong sân nhà, mục đích chém tiếp anh Hiệp, con trai của bà Việt. Ở trong sân lúc này có anh Hiệp và ông Hải, chồng của bà Việt. Hung thủ đuổi đến chém anh Hiệp thì ông Hải chạy ra can ngăn, bị hung thủ chém chết tại chỗ. Anh Hiệp chạy thoát được. Em gái anh Hiệp tên là Bắc, đánh kiếm sâu sát, đi ra, hung thủ đuổi chém tiếp chị này. Chị Bắc chạy vào trong sân vườn, hung thủ đuổi theo, chém chị gục xuống. Xong, hung thủ về nhà và nhà tắm những tiếp tỉnh bằng điện, nhưng con trai hung thủ đã kịp dập cầu dao.